xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 9 tháng 12, cố vấn an ninh quốc gia ba nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhóm họp tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cam kết tăng cường hợp tác đối phó Triều Tiên, cũng như hợp tác sâu sắc hơn về chuỗi cung ứng, bảo vệ công nghệ và các vấn đề an ninh kinh tế khác. Cụ thể, trong cuộc họp báo sau cuộc họp ba bên Mỹ, Nhật, Hàn. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho Tae Young tái khẳng định nghĩa vụ của Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phi hạt nhân hóa và cấm hợp tác quân sự. Ông Cho cũng cho biết các bên đã đồng ý theo đuổi hợp tác an ninh ba bên Mỹ, Nhật, Hàn gồm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực và lập kế hoạch nhiều năm cho các cuộc tập trận quân sự ba bên. Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Nhật Takio Akiba cho biết ba bên đã thảo luận về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Triều Tiên với Nga. Theo hãng tin Reuters, cả ông Sullivan và ông Akiba cũng lưu ý thỏa thuận tăng cường hợp tác ba bên Mỹ, Nhật, Hàn chống lại các hoạt động mạng bất hợp pháp của Triều Tiên nhằm tài trợ cho việc phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Sullivan nói: "Chúng tôi cũng đưa ra các sáng kiến ba bên mới để chống lại các mối đe dọa do Triều Tiên gây ra." từ tội phạm mạng và hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử cho đến các vụ thử tên lửa đạn đạo và không gian liều lĩnh của nước này. Tuy nhiên ông Sullivan không nói cụ thể những sáng kiến mới là gì. Trước đó truyền thông Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng coi việc phát triển không gian là một phần quyền tự vệ của nước này và sẽ sớm phóng thêm nhiều vệ tinh do thám. Bình Nhưỡng đã bác bỏ các cáo buộc về tấn công tin tặc hoặc các cuộc tấn công mạng khác. Các bên giám sát lệnh trừng phạt cáo buộc Triều Tiên sử dụng tấn công mạng để gây quỹ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Ngoài ra, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã tăng cường hoạt động đánh cắp tiền điện tử tinh vi vào năm ngoái và trong năm 2022, họ đã chiếm được nhiều tiền hơn so với bất kỳ năm nào khác. Theo Reuters, ba nước đồng minh cũng sẽ tìm cách đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng về cưỡng ép kinh tế và đã hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản quan trọng và pin sạc. Ngoài ra, Cố vấn An ninh Hàn Quốc Cho Tae Young cho biết họ cũng đã thảo luận về các vấn đề Ukraine và Trung Đông. Ông Sullivan nói thêm, cả ba sẽ tiếp tục ủng hộ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan cũng như tự do hàng hải ở biển Hoa Đông và biển Đông. Ông Mikhail Podolyak, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã thừa nhận Ukraine sẽ gặp khó trong việc huy động lực lượng tham gia xung đột với Nga. Ông nói thêm rằng nước này dự định thay đổi chiến dịch tuyên truyền để thu hút thêm tân binh trong tương lai. Ông Podolyak cho rằng có một số công dân Ukraine muốn sống trong một quốc gia tự do, nơi bạn có thể cư xử theo ý mình, nhưng không muốn bảo vệ các quyền mà bạn thích. Ông cảnh báo, cuộc sống của người dân sẽ thay đổi nhanh chóng nếu Nga giành được chiến thắng. Theo ông, nước này có ý định thay đổi chiến dịch tuyên truyền để tăng cường nỗ lực tuyển quân. Ông giải thích rằng điều đó phụ thuộc nhiều vào việc liệu chính phủ có thể thuyết phục được những người không thực sự hiểu cuộc xung đột là gì và hậu quả tiềm tàng gì nếu nó không được kết thúc theo đúng cách. Ukraine tiếp tục duy trì chế độ tuyển quân có điều kiện, song nỗ lực này không còn hiệu quả khi cuộc xung đột kéo dài dai dẳng gây ra tinh thần chán nản và mệt mỏi. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hồi tháng 8 cách chức toàn bộ lãnh đạo văn phòng tuyển quân cấp tỉnh sau loạt bê bối nhận hối lộ giúp người trốn nhập ngũ. Theo điều tra của BBC, gần 20.000 nam giới Ukraina trốn tổng quân bằng cách ra nước ngoài, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh hoặc làm giả giấy tờ chứng minh không đủ điều kiện nhập ngũ. Các quan chức Ukraina và giới chuyên gia phương Tây nhận định, quân đội nước này không chỉ đối mặt bài toán về số lượng binh sĩ mà còn phải giải quyết vấn đề thể lực năng lực và kỹ năng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzny, hồi đầu tháng 11 nhận định cần thêm năng lực pháo binh, giả phá bom mìn và tác chiến điện tử để phá vỡ tình thế bế tắc trên chiến trường cũng như xây dựng lực lượng dự bị. Để phục vụ nỗ lực tuyển quân, giới chức Ukraine thiết lập các trạm kiểm soát ven đường để phát hiện người trốn tổng quân. Những người có vẻ đáp ứng tiêu chuẩn thể chất sẽ bị cưỡng chế đến phòng tuyển quân địa phương trong nỗ lực nhằm tái khởi động quy trình tuyển mộ và thu hút tân binh trẻ với trình độ học vấn tốt hơn. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết những người tình nguyện nhập ngũ không nhất thiết phải ra tiền tuyến mà có thể phục vụ tại vị trí phù hợp với kỹ năng của họ. Nỗ lực này như một phần nhằm thu hút thêm nhân lực với kỹ năng công nghệ thông tin cho các đơn vị vận hành máy bay không người lái UAV hoặc những loại vũ khí công nghệ cao khác. Ông Alexei Arestovich, Cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với nhà báo Yulia Latinina cho biết, đến hiện tại, Ukraine đã mất hơn 300.000 binh sĩ trong cuộc xung đột với Nga. Cựu trợ lý Tổng thống đề cập đến lời thừa nhận gần đây của nghị sĩ hàng đầu Ukraine David Arakhamia khi nghị sĩ này nói về cuộc đàm phán ở Istanbul giữa Moscow và Kiev đã bị Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson làm trạch hướng. Ông Johnson đã kêu gọi Ukraine tiếp tục chiến đấu thay vì cố gắng đạt được một thỏa thuận với Nga. Ông Arrestovic cho biết, tôi là thành viên của nhóm đàm phán Istanbul, nhưng ngay cả tôi cũng không biết làm thế nào mà chúng tôi lại quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán ở Istanbul. Ông thừa nhận các sáng kiến được đưa ra trong các cuộc đàm phán ở Istanbul thực sự là rất tốt, đồng thời cho rằng thái độ trung lập và không liên kết của Ukraine với NATO là xanh giới đỏ đối với Moscow. Ông Alexei Arestovic cho rằng, việc Kiev từ chối đàm phán với Moscow chỉ dẫn đến thương vong nặng nề cho Ukraine, trong khi triển vọng gia nhập NATO của nước này vẫn còn mờ mịt. NATO ở đâu? Họ có chấp nhận chúng ta hay không? Nhận xét này được cựu trợ lý Tổng thống Ukraine đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ những ước tính mới nhất của Moscow về thương vong của Kiev. Trước đó, ông Shoigu tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 125.000 quân và khoảng 16.000 khí tài quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6 năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng, những nỗ lực của Ukraine cũng như viện trợ của phương Tây đã không mang lại bất kỳ kết quả rõ ràng nào. Ông Shoigu nhấn mạnh, việc huy động toàn lực ở Ukraine, chuyển giao vũ khí phương Tây và triển khai lực lượng dự bị chiến lược của Bộ Chỉ huy Ukraine đã không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Những hành động đó chỉ làm tăng thêm tổn thất cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong những tuần gần đây, các quan chức hàng đầu Ukraine đã thừa nhận cuộc phản công đã không đạt được kết quả mong muốn và dường như họ đổ lỗi cho nhau về thất bại này. Chẳng hạn vào đầu tháng 11 năm 2023, tướng Valery Zaluzny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết tình hình chiến trường đã đạt đến bế tắc và Kiev khó có thể đạt được bước tiến đột phá trừ khi nhận được một loại vũ khí thần kỳ. Đánh giá này đã bị Tổng thống Zelensky kịch liệt bác bỏ và khẳng định cuộc phản công vẫn đang đạt được tiến bộ. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với AP được công bố hôm 1 tháng 12, ông Zelensky cuối cùng đã thừa nhận rằng cuộc phản công đã thất bại, đồng thời nói rằng ông coi việc quân đội nước này không rút lui vào lúc này là một kết quả đủ thỏa mãn. Vasil vâng Maliuk, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU vừa tiết lộ chi tiết về một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy sở chỉ huy Nga ở Polisia và hỗ trợ giải phóng tỉnh Kiev diễn ra vào tháng 3 năm 2022. Chi tiết về chiến dịch đặc biệt được tiết lộ trong bộ phim tài liệu Hang ổ của kẻ thù. Ông Maliuk nhấn mạnh, đây là hoạt động phá hoại đầu tiên bằng cách sử dụng lực lượng pháo binh, hoạt động phá hoại thành công. SBU cùng với pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine là một ví dụ cho thấy chúng ta cùng nhau là một lực lượng lớn đã góp phần bảo vệ tỉnh Kiev. Chúng tôi đã đẩy lui được đối phương và họ buộc phải rút lui khỏi lãnh thổ Ukraine. Để tấn công được sở chỉ huy Nga, lực lượng đặc biệt của SBU đã âm thầm đưa pháo tới cái gọi là vùng xám, gần các vị trí của Nga. Pháo hạng nặng 152mm đã tham gia một cuộc đột kích phá hoại gần các vị trí của Nga. Theo ông, nhờ pháo binh thành công nên sở chỉ huy của lực lượng Nga đã bị phá hủy. Hoạt động đặc biệt được SBU phối hợp với lữ đoàn pháo binh số 44 thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến Gia Khít ở phía tây của lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện. Cách đây vài ngày, lực lượng Ukraine cho biết đã phát hiện và tấn công một căn cứ máy bay không người lái UAV của Nga sau khi chặn được luồng dữ liệu video của một UAV Nga và định vị hình ảnh. Chỉ huy máy bay không người lái Ukraine Robert Robdy cho biết các chuyên gia tác chiến điện tử đã phát hiện một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga đang bay ở Kherson và nguồn cấp dữ liệu đã bị chặn ngay lập tức. Ông Brody nói đoạn phim đã được gửi tới lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine. Lực lượng này đã định vị nó và cử một UAV đến điều tra khu vực. Một đoạn video đã cho thấy UAV đang ở phía trên một tòa nhà trong khu vực do Nga kiểm soát. Tòa nhà này sau đó bị pháo binh Ukraine tấn công phá hủy. Đoạn video được đơn vị mang tên Cánh chim Magia của Ukraine chia sẻ. Đây là một trong những trung đoàn UAV nổi tiếng nhất Ukraine ông Robdy cho biết có một số dấu hiệu giúp họ định vị được căn cứ bao gồm anten vô tuyến và cắp nối anten với tòa nhà nơi những người điều khiển uav đang ở vụ việc xảy ra gần Key, một ngôi làng ở khe sân nằm ở bờ đông sông Dnieper. thủy quân lục chiến ukraine đã vượt sông trong những tuần gần đây và thiết lập một đầu cầu ở krinky tờ The Times ngày 9 tháng 12 tiết lộ quân đội Ukraine phòng thủ tại arica đang thiếu đạn dược trầm trọng và gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Một binh sĩ Ukraine tiết lộ, vào mùa hè chúng tôi có số đạn gấp 10 lần hiện tại và chất lượng cũng tốt hơn. Khi ấy, đạn dược Mỹ cung cấp theo từng đợt với chất lượng đảm bảo. Giờ chúng tôi nhận đủ loại đạn dược từ khắp thế giới với chất lượng không đồng đều. Tuần trước, chúng tôi đã nhận được một lô đạn không thể sử dụng. Theo The Time, lực lượng Ukraine tại Adika đã trở nên bị động do không đủ đạn dược. Họ không thể tập kích đối thủ từ xa, mà chỉ có thể phòng thủ khi đối phương tiến lại gần. Theo kênh Rivi Oenkuri đưa tin, quân đội Nga trong ngày 9 tháng 12 đã hạ các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở hàng chục khu vực tiến về phía trước bằng các trận chiến. Những thành công của Nga đã được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine công nhận. Bác Stepovoi, Nga đã thành công dọc theo hai vành đai rừng hướng tới Ocheritino và Novokalilovo mũi xung kích đột phá nhất đã chọc thùng phòng tuyến phòng thủ của Ukraine ở độ sâu tới 430 m Các trận giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra dọc tiền tuyến đường sắt. Tại khu vực các cơ sở xử lý chất thải, quân đội Nga tấn công theo hướng Tây Nam, tiến sâu tới 150 m phát triển rất nhanh về phía Adipsky Korisim. Tại khu vực khu công nghiệp phía Đông Nam Adika, binh sĩ Nga đã chiếm được chỗ đứng và đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới. Lần này, họ hướng tới khu vực dân cư tư nhân, trong khi đó những trận giao tranh theo vị trí đang diễn ra.